Chào các bạn, ở chủng vân tay tiếp theo chúng ta sẽ đi, đó là chủng vân tay radial. Về hình dáng của chủng vân tay radial thì đó là một hình dáng của dạng thác nước mà nó đổ ngược về so với tay đó. Nhưng ví dụ như là tay phải thì hình dáng nó sẽ đổ về bên tay trái, còn tay trái thì hình dáng nó sẽ đổ về bên tay phải. Chúng ta phải lưu ý về tính cách của người sở hữu chủng vân tay R là một cái người thể hiện sự là tình cảm, thiệt tình, đồng, hòa đồng, cởi mở, không giỏi thiết lập các mối quan hệ. Chúng ta lưu ý là người thân thiện, hòa đồng, cởi mở, không giỏi thiết lập các mối quan hệ trong xã hội. Giao tiếp theo phong cách là cởi mở, có nghĩa là người sở hữu chủng vân tay này rất là tình cảm, thoải mái, vui vẻ với mọi người, nhưng mà cái việc mà chủ động xây dựng mối quan hệ thì họ lại là không giỏi trong cái việc đó, và nhạy cảm trong việc giao tiếp, quan sát rất là nhạy bén. Cái người này cái việc quan sát về chi tiết của họ rất là tốt, họ để ý đến việc này việc kia, và ở đây á, về khả năng giao tiếp của họ thì nói lên vấn đề sẽ rất là khéo. Và người nào đó mà khi giao tiếp mà nói chuyện với người mà có chủng vân tay R thì cảm thấy rất là thoải mái, vui vẻ, và cái người sở hữu chủng vân tay này gây cười rất là tốt. Họ có năng khiếu về hài hước, về giống như là bẩm sinh, và ở đây cái suy nghĩ của họ rất là khác biệt và suy nghĩ ngoài chiếc hộp. Ngoài chiếc hộp ở đây chúng ta được hiểu là ngoài cái về khuôn khổ, về truyền thống, về văn hóa bên ngoài kia, họ không thích cái sự gò bó, họ thích cái sự thoải mái, thích cái sự thể hiện theo bản thân của mình, tìm hiểu, khám phá, và họ thích những cái điều đó. Thường sử dụng lý lẽ và lập luận trái chiều, đôi khi cho là lập dị, có nghĩa là họ thể hiện cái cách họ nói chuyện nó hoàn toàn khác so với những cái người khác, thì người khác hiểu nhầm người này là người lập dị, chúng ta phải để ý. Rồi theo đuổi sự độc đáo khác biệt, có nghĩa là sao? Có nghĩa là người này họ làm về cái cách họ nói chuyện cũng khác. Ví dụ một đứa bé mà sở hữu chủng vân tay này, chúng ta sẽ thấy các biểu hiện là nó rất là lanh, giao tiếp rất là tốt và biểu hiện sự thông minh từ hồi nhỏ. Nhưng cái vấn đề ở đây nó hay nói lên những cái ý tưởng gì đó nó lạ lắm mà mình không hiểu được, hoặc là nó lập luận, nói cái gì ra nó lập luận lại cũng được, nói cái gì ra nó cũng trả lời được, nó nói cái gì ra nó cũng bắt bẻ lại được, và khả năng nói của nó là hơn người khác rất nhiều, và chính vì cái việc đó là nó được gọi là thông minh hơn người khác. Và theo đuổi sự độc đáo khác biệt là sao? Có nghĩa là cái người này á thì làm việc dựa vào cảm hứng, ngẫu hứng của mình rất là nhiều, và khi họ có cảm xúc thì họ làm rất là tốt, còn họ không có cảm xúc thì họ sẽ không bao giờ làm được. Chúng ta để ý, nếu một cái người nào đó mà họ có thể là làm việc tới 2-3 giờ đêm, tới sáng luôn cũng được, và ngày hôm sau là họ nghỉ ngơi, họ ngủ, thì đó là những người sở hữu chủng vân tay này. Khát khao tự do, mong muốn phá vỡ truyền thống, những cái gì mà thuộc về nề nếp, về khuôn khổ thì họ sẽ không thích, và họ muốn làm trái lại với những điều đó, và họ có xu hướng là làm ngược lại. Nếu một đứa bé mà sở hữu chủng vân tay R này thì đứa bé đó, ví dụ là chúng nghe ta kêu đứa bé đi ăn cơm thì nó sẽ có biểu hiện mà nó đòi ăn cháo chẳng hạn, thì những lần sau chúng ta muốn nó đi ăn cơm thì chúng ta chỉ cần kêu đứa bé nó đi ăn cháo thì là đứa bé sẽ đi ăn cơm. Đó là một cái ví dụ thực tế khi mà nhân viên chia sẻ về sinh trắc vân tay. Và ở đây cái người mà sở hữu chủng vân tay R là học hỏi từ môi trường rất là nhanh và dễ nắm bắt và dễ mô phỏng, có nghĩa là cái đứa bé nó sẽ có biểu hiện hỏi rất là nhiều từ lúc mà nó biết nói, và ở đây nó hỏi là có xu hướng là tại sao, vì sao, tại sao, vì sao, nó cứ hỏi tới và hỏi liên tục như vậy. Thì ba mẹ phải hiểu và trả lời cho bé, nếu mà trả lời không được thì bé có xu hướng là đi tìm hiểu. Và mình biết là ở xã ngày nay thì công nghệ thông tin rất là vượt trội, và nếu mà nó lên mạng nó tìm hiểu mà thông tin nó không đúng và không chính xác thì nó sẽ hiểu nhầm. Tại vì tính cách của người sở hữu chủng vân tay R là một cái tính cách là khá là mạnh mẽ, và đặc biệt một cái là những cái sự chính trực trong con người này cực kỳ lớn, cực kỳ lớn. Cái gì đó họ không thích là họ sẽ nói. Và một cái đặc biệt là người sở hữu chủng vân tay này là họ sao chép từ môi trường cũng lại rất nhanh, mà họ đi tìm hiểu như vậy mà tìm hiểu những thông tin sai thì việc đó là không tốt. Chúng ta phải để ý, nếu cái gì mà chúng ta không biết thì chúng ta hướng bé nên đọc sách và tìm hiểu ở trong sách nhiều hơn để nó giải quyết vấn đề về sự tò mò của bé và giúp cho bé thỏa mãn về vấn đề tò mò đó. Và ở đây là có tư tưởng chống đối, không bao giờ thỏa hiệp với những gì mà họ không mong đợi, có nghĩa là họ không thích cái sự gò bó, họ không thích cái sự áp đặt từ người khác. Nếu mà mình càng áp đặt bé thì bé có xu hướng là chống lại tất cả mọi cái và làm ngược lại hoàn toàn. Và nhân có những cái ví dụ là có một bạn này là học cấp 3 rồi, và bữa đó là hỏi mẹ là cái hình đó nó đẹp hay không, là mẹ mới không hiểu ý, là mẹ la là cái gì mà định đi xăm nữa hả? Thì bạn đó không nói gì và bạn đi xăm cái hình đó thì có nghĩa là cái tên thôi. Nhưng mà sau đó về tắm thì vô tình là mẹ cũng phát hiện ra cái hình đó thì mẹ lại la tiếp, thì bạn ra ngoài mặt xăm nguyên cái lưng luôn. Có nghĩa là nó sẽ có tư tưởng là làm ngược lại và chống đối lại những cái điều mà mình mong muốn. Đối với người sở hữu chủng vân tay này, chúng ta phải giao tiếp rất khéo thì mới uốn nắn được đó. Và ở đây không thể cái người mà sở hữu chủng này thì không thể chịu đựng được cuộc sống gò bó, đơn giản và buồn tẻ. Đối với họ là họ thích cái sự là gì? Sách buồn thì cứ lên xe và đi vòng vòng tìm sự, đi đến nơi này nơi kia, đi phượt đầu này đầu kia tìm hiểu để khám phá những cái gì đó mới mẻ mới lạ. Những cái công việc mà lặp đi lặp lại nhàm chán thì họ sẽ rất không thích. Họ cần cái sự đột phá mới, những cái nơi mới thì họ sẽ rất là thích. Và đặc biệt là họ thích sự thử thách mới mẻ và huyền bí. Những cái gì thuộc về tâm linh huyền bí thì người này dễ bị cuốn hút. Mặc dù là sợ ma nhưng mà chúng ta nói ở nơi nào đó chúng ta thấy ma thì cái người này có là đi tới đó và tìm hiểu liền, là xem thật sự là có ma hay không, và họ bị cuốn hút về cái vấn đề về tâm linh huyền bí đó. Và cái người mà sở hữu chủng vân tay AR là người là có cực kỳ là đầy sáng tạo, đưa ra giải pháp nhanh ở thời điểm khủng hoảng. Cái sự sáng tạo của chủng vân tay AR là cao nhất trong tất cả các chủng vân tay. Thì người sở hữu chủng vân tay AR là ý tưởng rất là nhiều, mà nếu mà nằm ở ngay ngón tưởng tượng nữa thì sự sáng tạo của người này là cực kỳ đỉnh luôn. Chúng ta phải biết cách phát huy về chủng vân tay AR này đúng cách và đúng lúc. Và ở đây đưa ra giải pháp nhanh ở thời điểm khủng hoảng đó, có nghĩa là cái người này sẽ có, đối với họ này hầu như tất cả các vấn đề họ đều đưa ra giải pháp và giải quyết vấn đề đó đều được đó, chúng ta để ý. Và cái người này có tư duy ngược, suy nghĩ vượt giới hạn và luôn đột phá những sáng tạo mới. Tư duy ngược, do đó chúng ta thấy bạn này là sẽ thích làm ngược lại đó, chúng ta phải để những người này. Rồi không quan tâm đến đánh giá của người khác về mình và chỉ làm theo những điều họ muốn. Và ở đây nhân lấy hình mẫu của cái người mà sở hữu chủng vân tay AR ở bên ngoài, đó là ca sĩ Lady Gaga, một cái ca sĩ rất là nổi tiếng nhưng mà theo một cái phong cách rất là khác biệt. Và cái mọi người thì có một nhóm người khác thì lại chê rất nhiều, nhưng mà có một số nhóm khác thì lại rất là thần tượng cô và đi theo cô. Thì đó chính là phong cách của chủng vân tay AR mà nằm ở ngón bên ngoài, nó thể hiện hẳn ra bên ngoài. Còn nếu mà người mà nằm ở cái ngón bên trong thì nó chỉ biểu hiện ở bên trong suy nghĩ của người đó là chính, và có biểu hiện ra bên ngoài thì rất ít. Và người sở hữu chủng vân tay này cực kỳ tò mò, giỏi trong việc giải nghĩa lý luận và có lối suy nghĩ ngược. Chính vì cái cực kỳ tò mò thì họ luôn thích tìm hiểu, thích khám phá nơi này nơi kia. Và cái điều này là một cái điều hạn chế và cũng là một cái điểm mạnh của họ. Có nghĩa là cái người này để đạt đến sự thành công thì nó rất là đơn giản, nhưng mà cái người này khi mà đạt đến cái đỉnh thành công rồi thì lại cảm thấy là nhàm chán và cảm thấy cuộc sống bị gò bó, và họ thích là đi đây đi đó, đi khám phá thôi, đi du lịch, đi phượt thôi. Thì chính vì cái việc đó thì cái người sở hữu chủng vân tay AR phải đưa ra những cái công việc, lựa chọn những cái công việc phù hợp với cái suy nghĩ của mình, những cái quan niệm của mình. Và cái tâm của người sở hữu chủng vân tay AR rất là sáng, mà làm những việc gì đó mà mang tính là hại người thì người này sẽ không làm được, chính là phải chú ý. Và theo như nhân, nếu mà người sở hữu chủng vân tay AR thì có thể là viết văn, viết kịch bản, viết truyện hoặc là làm về truyền thông, marketing, thiết kế thì cực kỳ tuyệt vời. Đó là những ngành mà người này sẽ làm việc theo cái sự ngẫu hứng của mình thì cực kỳ tuyệt vời, nó không có sự gò bó. Và ở đây người sở hữu chủng vân tay AR là chu đáo, chân thành, sống tình cảm và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Có nghĩa là người này điểm hạn chế lớn nhất trong chủng vân tay AR đó là sống rất là tình cảm. Nếu mà chúng ta càng áp đặt thì người này có tư tưởng là chống đối, và càng áp đặt thì càng chống đối. Nhưng mà chúng ta lại tâm sự nhẹ nhàng, mềm mỏng, tình cảm thì người này mới nghe theo. Lưu ý, chúng ta phải lưu ý về vấn đề này khi mà tương tác giao tiếp với cái người sở hữu chủng vân tay AR. Và cái tôi của người sở hữu chủng vân tay AR cũng rất là lớn. Nếu chúng ta không khéo mà chúng ta tác động vào cái tôi của người này nhiều quá thì người này sẽ biểu hiện là rất là nóng tính và khó kiểm soát về bản thân của mình. Tại vì lúc đó là chúng ta là gì? Người đó là bị kích động về mặt cảm xúc rồi, và họ sẽ rất khó kiểm soát về bản thân của mình. Và người sở hữu chủng vân tay AR là người cá tính rất là mạnh, chúng ta phải lưu ý. Và những mặt hạn chế của người này là làm việc cực kỳ ngẫu hứng, thích thì làm, thích thì thôi, có hứng thì làm cực kỳ hiệu quả luôn, và có ý tưởng rất là nhiều. Còn không có hứng thì chúng ta ép cỡ nào, nặng cỡ nào thì nó cũng không ra một ý tưởng nữa. và người này thì cần phải làm việc theo nguyên tắc, theo khuôn khổ và giờ giấc cho có phù hợp, nhưng mà đừng có nguyên tắc quá là được, và nên lựa chọn những cái ngành nghề, những cái công việc phù hợp để mang lại giá trị cao nhất ở người này. Và nếu mà chúng ta phát hiện một người sở hữu chứng vân tay này thì chúng ta phải khuyên người đó là nên làm cái bài sinh trắc vân tay để cái người chuyên viên tư vấn định hướng sâu hơn và nói cho cái người đó hiểu rõ hơn về bản thân của họ, để tránh cái trường hợp là mâu thuẫn về tính cách và họ sẽ đi con đường là không đúng.